Hương xin chào cả nhà. Mùa Halloween sắp đến rồi cả nhà ơi. Thì nhân dịp Halloween này, Hương sẽ chia sẻ về một cái video mà Hương mới vừa chụp và quay được ở một cái thành phố mà thành phố Alameda của nơi của Hương ở. Thì đây là một bông hoa rất là to. Thì hồi nào đến bây giờ Hương và tất cả mọi người chỉ xem ở trong phim có những bông hoa to kinh dị. Thì Hương không nghĩ là ngoài đời nó có hay là không, nhưng mà bây giờ tận mắt Hương thấy rồi thì ngoài đời thật sự là có bông hoa này nha cả nhà. Thì cái tên của nó thì Hương chưa có tìm kiếm được, thì Hương nghĩ rằng là mùi hương của nó chắc cũng nồng nặc lắm, cho nên rằng là Hương chỉ đứng xa và lấy cái ghi lại cái video này. Và đây là hai anh chàng đã có cái bông hoa này, và khi hoa nở thì họ đã chở đến đây và muốn chia sẻ lại cho mọi người sống ở trong cái vùng thành phố Alameda này được chiêm ngưỡng bông hoa này. Thì sau khi mà xem cái bông hoa này xong thì Hương sẽ giới thiệu cho cả nhà mình bước sang một cái lạ nữa, đó là về một cái trái bơm kình thật là to luôn. Trái bơm kình là trái bí đỏ đó cả nhà. Đây, mọi người thấy không? Một cái trái bơm kình, một cái trái bí đỏ nó thật là to, và mình sẽ không bao giờ biết nó nặng bao nhiêu pound, bao nhiêu ký hết, bởi vì họ không có cho mình biết. Nhưng mà theo như Hương biết, những cái trái bí màu cam mà nằm ở dưới cái rơm á, nằm ở trên cái mấy cái rơm á, thì những trái bí đó nó nặng khoảng chừng 30 đến 50 pounds một trái. Và Hương có hỏi cái người làm ở đây thì họ nói rằng là đây là cái trái nặng, trái to, trái thứ hai của California. Cái trái mà bự nhất thì nó nằm ở phía nam California, là ở dưới LA. Còn cái này là phía bắc Cali, thì cái trái này là trái thứ hai, trái to thứ hai nha cả nhà. Thì họ đó để cái bảng đó, họ không có cho mình biết, họ chỉ nói là mình hãy đoán nó nặng là bao nhiêu thôi. Nhưng mà Hương coi lại trong sân sệt trong Google á, thì những cái năm trước á, thì trái bí nó to như vậy thì khoảng chừng 1.000 pound trở lên. Thì cả nhà mình biết 1.000 pound trở lên á, thì nó khoảng chừng 400 đến 500 kg mỗi cái trái bí to này. Rất là kinh dị cả nhà ha. Nói đúng ra thì mùa Halloween mà nó có những cái trái bí hay những cái bông hoa, bất cứ những cái gì nó hình thù rất là lạ, rất là ghê, cho nên rằng là người ta mới chưng ở đây để cho cái mùa Halloween. Thì nhân dịp Halloween này, Hương xin chúc tất cả mọi người, cả nhà mình được một cái mùa Halloween thật là vui vẻ và được bình an. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video này và chúc cả nhà nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại. Thank you. Bye bye. Em ơi, có phải ngoài trời đang mưa? Em ơi, có phải trời đã sang đông? Mùa đông giá băng anh đang chờ, mùa đông ái ân anh đang tìm, tìm màu áo cưới cho em. Ô hay mắt ngọc lại buồn hay sao? Khi ta đã nguyện một đời bên nhau, dù cho nét son môi phai mờ, dù cho mắt xanh kia hững hờ, và dù năm tháng phôi pha.